năm rồi đấy. Vâng. Thì cái này anh ước tính của nó độ tuổi là bao nhiêu năm? Chắc chắn là cây này nếu như bình thường như Na Hán Việt Nam thì nó rơi vào tầm 300 năm. 300 năm à? Vâng. Tầm đấy. Thằng Na Hán thì nó phát triển chậm. Vâng. Không như các cây khác. Là một cây tùng này ước tính độ tuổi là 300 năm anh nhỉ? Vâng. Vâng. Vườn tùng này anh ước tính bao nhiêu cây anh? Khoảng bao nhiêu cây? Vườn này của tôi tầm vừa tùng mới tầm ngót 400. Ngót 400 cây tùng. Vâng. Đây là 100% nó nhập từ Nhật Bản về anh nhỉ? Vâng. Tùng phong cây phong cây hoa cây không thứ là đều có cả. À vâng. Phong tùng. Nó sáng lên phi nó đẹp không? Anh thỉnh thoảng có hay vào YouTube xem không? Như đợt làm YouTube là cái máy vâng. Quay xếp ấy là có cả cánh tôi mà. Vâng. Hôm nào anh cứ vào YouTube anh gõ công nghệ thông tin về cuộc sống là ra cái vườn tùng của mình anh nhé. À vâng. Trước là sếp cũng cho người đến đây quay vâng. Để quảng cáo mà à vâng anh em tôi là cũng trong cái người làm cây đây vườn cùng là chúng tôi là to nhất miền Bắc to nhất đấy anh nhỉ to nhất. Quay cả cái góc này cho nó đẹp. Này đứng bên kia quay này lại hơi ngược sáng tí. À. Lại phải đứng bên kia. Đấy bên kia này ngược sáng thế này. Đứng quay cây này lại đứng bên kia. Đấy, đứng này. Cây này là vế này mới là đẹp. Vâng, đây mới là phải chiều đúng không? Đây, phải chiều thì là hơi ngược sáng, hơi trách thì được. Và rồi. À đây. Không đứng trách bên này cả anh à. Đứng xuôi này, hơi trách bên này mới được. Đấy. Đây. Mình trách đằng này, trách cái mặt trời được. Đấy, chiều này đẹp này nhỉ. Quay thì mình thấy thân của nó chưa quay. Không toàn cảnh được anh nhỉ. Mình đứng xa. Phải đứng ra ngoài. Được. Quê thú ở đâu? Em ở thị trấn Quốc Oai. Ở đâu? Quốc Oai. À Quốc Oai hả? Vâng. Hà Nội 2 đấy. Tôi có bà chị dâu ở trên đấy. À thế ạ. Anh đóng quân trên đấy. Vâng. Quân cái này ngửa mỏi cổ luôn. Đấy, lớn quá anh nhỉ. Cái này anh chiều cao của nó anh ước tính khoảng bao nhiêu mét? Chiều cao cái này là 7 mét. 7 mét hả anh? Cái mã cái này đâu anh?
6m kìa. À rồi, 6m. 46 là đường kính đấy anh. Vâng, 46 là đường kính, Rồi. Rồi. Đây, 46 là đường kính. Vâng. Tức là anh ước lượng 7m là ước lượng cũng tương đối sát. Nhiều cây nó vâng. Nhầm. Vâng, làm sao mà nhớ hết được anh nhỉ? Vâng, cái này chắc là cây thông duy nhất đấy anh nhỉ? Thông chắc ít đúng không? Chủ yếu là tùng. Thông có nhiều, tầm có 6-7 cây. À vâng. À, bên vườn này kìa. Cây này cây bé. Vâng. Hai cây này đẹp này, cây này đẹp, lá hết rồi. Xem cái mã số cái này đâu. Mã số cái này. À đây rồi. Rồi.
tức là những cái thang chữ A để thợ họ dùng để cây này.